Quang Linh lộ rõ nỗi buồn khó nói. Thủy Tiên đã chấn động cõi mạng khi quyết định chơi lớn. Gần một tháng buông nhiệm kỳ, Thủy Tiên đang dần cân bằng lại cảm xúc và nạp thêm nhiều năng lượng để thực hiện những công việc, dự án còn đang dang dở. Trở về đúng con người thật của mình khi không phải gồng mình chịu sức nặng của danh hiệu đương kim Miss Grand International 2021, Thủy Tiên trở nên cá tính hơn, thoải mái hơn và đặc biệt là độc lập hơn trong suy nghĩ lẫn tâm hồn. Có thể thấy, trước đây người đẹp sinh năm 1998 luôn đốn tim fan với hình ảnh mid cut out cũng như những bộ váy thướt tha kiều diễm, cùng với đó là lối trang điểm cầu kỳ. Nhưng mới đây, cô vừa tung một loạt ảnh khoe visual cực kỳ cool ngầu. Diện trên người bộ trang phục basic, cá tính nhưng không hề đơn điệu, Thủy Tiên vẫn trổ tài bắn ảnh lia lịa khiến ống kính máy quay không thể rời mắt. Đây cũng là một trong số lần hiếm hoi kể từ lúc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 mà Thủy Tiên made up ăn diện ma mị như thế này. Cô từng nói, tất cả mọi thứ đến với mình đều có lý do của mình và Thủy Tiên không mất quá nhiều thời gian trong việc loay hoay định hình phong cách cá nhân. Bởi lẽ, cô luôn tin rằng những gì đơn giản nhất, những thiết kế phù hợp với hoàn cảnh sẽ mãi ở lại trong lòng người hâm mộ. Khi được hỏi về dự định tương lai, Thủy Tiên cho biết cô muốn lấn sân sang sự nghiệp diễn xuất bởi vì đó là niềm đam mê từ nhỏ của mình. Chắc chắn với một con người giàu năng lượng như Thủy Tiên thì với cương vị nào, vai trò nào cô cũng sẽ thành công. Mới đây, Thủy Tiên đăng ảnh ngồi so đét cùng một người bạn và nhờ cộng đồng mạng chỉnh ảnh. Chưa mua kịp bàn cờ, hóng cao nhân edit hộ ạ. Ngay lập tức các thánh Photoshop liền ra tay ngay và luôn với 1001 siêu phẩm cười ra nước mắt. Thủy Tiên phải đứng hình khi có người ghép mặt Quang Linh cùng biểu tượng đã có chủ hay thiệp cưới. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận thích thú. Có vẻ như dù nhiều lần lên tiếng đính chính về mối quan hệ với Quang Linh, Thủy Tiên vẫn được dân tình đẩy thuyền nhiệt tình với nam vlogger. Quang Linh Vlog và Thủy Tiên hợp tác trong một dự án từ thiện. Sau đó không lâu, cô có chuyến sang Châu Phi, kết hợp cùng Team Cuộc Sống Châu Phi làm thiện nguyện, hỗ trợ người dân địa phương. Với tính cách vui vẻ, hài hước, hòa đồng, nàng hậu 9X và nam YouTuber liền được fan gán ghép, mong hai người sớm thành một đôi. Thủy Tiên cũng thú nhận rằng điều này khiến cả hai có chút ngại ngùng, tuy nhiên vẫn hướng về mục đích chung và lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Cách đây vài ngày, Quang Linh tâm sự về việc anh muốn quay trở lại như xưa, bởi khi đó đầu óc thoải mái hơn, lan tỏa được tiếng cười. Anh tâm sự, muốn quay lại ngày xưa các bạn ạ, cho đầu óc thoải mái hơn. Ngày xưa thì các bạn cũng biết rồi, anh em mình hay thử thách, rồi chơi đùa, trôi các kiểu, nó lan tỏa được tiếng cười. Cùng với những lời nói này thì gương mặt mệt mỏi của anh khiến nhiều người xót xa. Từ trước đến nay, dù gặp không ít khó khăn trong công việc nhưng anh vẫn không than vãn hay tỏ thái độ tiêu cực mà song song đó là vui vẻ lạc quan. Nhưng có vẻ như sâu trong lòng anh chàng xứ Nghệ, sự tự tin càng lớn, càng gánh vác nhiều trách nhiệm khi chỉ mới 24 tuổi làm anh cảm thấy áp lực. Còn nhớ, Quang Linh làm YouTuber đến nay được 4 năm, thời gian đầu anh chăm chỉ bắt trend trên mạng. Mọi thứ xoay quanh cuộc sống vui vẻ ở Châu Phi, hành trình lập nghiệp đầu khó khăn nhưng lúc nào cũng vui tươi, giải trí bên nhau. Còn hiện tại, anh từ khi có trang trại thì các video clip chủ yếu xoay quanh việc trồng trọt, chăn nuôi. Hiếm hoi lắm các anh em mới cùng nhau ăn uống, đi chơi. Hoạt động gần nhất là tổ chức linh đình mời dân làng tới dự, có lẽ là dịp trung thu vừa rồi, và được ăn mừng 3 triệu lượt đăng ký kênh YouTube. Tuy nhiên, dù nội dung anh sản xuất có khác trước nhưng luôn nhận được sự yêu mến, ủng hộ của người dùng mạng. Mỗi video đều nhận rất nhiều lời động viên. Rất thích một nhân cách như anh Linh, anh rất giàu tình cảm, rất biết lấy lòng người dân và thấy công nhân làm trang trại vất vả, bổ sung, động viên công nhân, tạo thêm động lực cho công nhân làm tích cực hơn nữa. Vẫn nhớ những video năm nào, anh em Tem Châu Phi làm những món siêu cay, siêu to củng lộ, cùng ăn, cùng làm ở xưởng đá. Quá tuyệt vời, lâu lắm rồi hôm nay mới thấy Quang Linh và tất cả anh em ngồi chung vui nướng món ăn, quá là tự hào Việt Nam. Và con người xứ Nghệ nói riêng.